Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trong thời đại siêu nộm ha. Hôm qua thì mình đã hoàn thành xong bộ giáp của đội trưởng Mỹ rồi, nhưng mà về những cái năng lực á thì mình thấy nó cũng không có gì vượt trội lắm ha. Tạm thời mình sẽ để ở đây và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình làm ra những bộ giáp siêu nộm còn lại trong cái đội Adventure ha. Và chắc hôm nay thì trước khi làm công việc đó thì để mình làm một cái ba lô trước đi. Tại vì hôm rày mình đi khám phá các thứ mà mình quên mất là mình phải có một cái ba lô để cất được nhiều đồ á. Và mình có nấu những cái da nè, là nguyên vật liệu chính để mình làm ra cái ba lô. Để bây giờ mình sẽ làm một cái thiệt là to luôn ha. Đấy, ui mình còn dư nè. 16, ui mình làm được thêm 2 cái nữa. Ồ, vậy là tổng cộng mình làm được tới 3 cái ba lô to đùng luôn nha. Đó, mỗi cái thì mình sẽ cất được rất là nhiều đồ luôn. Và chắc mình phải nhuộm màu lại cho nó khác biệt một xíu để dễ phân biệt hơn. Đây mình sẽ một cái màu đỏ, một cái màu xanh nước biển đi. Đấy, màu đỏ với màu xanh. Dạ, cho vô đây. Đó, easy liền. Rồi xong phim, vậy là bây giờ mình đã có tới 3 cái ba lô để chứa đồ cần thiết rồi ha. Và hồi nãy mình cũng có ra bên ngoài để thu hoạch những cái xương rồng xung quanh cái sa mạc á, mang về và chuẩn bị cho cái công việc chế tạo ra một thứ giúp mình có thể đi mai cực kỳ đơn giản luôn đó nha. Và đó chính là vật phẩm tên là giấc mơ của người đào mỏ. Công thức của nó thì theo như mình nhớ là như vậy. Đấy, là mình sẽ làm ra được những cái giấc mơ của người đào mỏ ha. Miner Dream nè. Mình sẽ làm được 14 cái thôi. Nó còn thiếu xương rồng, cho vô thêm 18 cái rồi. Được, 18 cái là khá là nhiều để cho mình dùng rồi đó. Tạm thời mình sẽ cất qua đây bớt đi ha. Cất vô. Tổ mối thì để nhà đèn xíu mình mới dùng tới. Rồi, cất mấy thứ lạc vật vô tiếp. Và bây giờ mình chỉ cần xách những cái Miner Dream này và tiến hành đi mai thôi. Rất là đơn giản luôn á nha. Và mình sẽ thủ theo thêm một cái set đồ nữa để mình đi cho nó nhanh một xíu. Set đồ của The Flash đi. Đây, mặc đồ The Flash đi cho nó nhanh ha. Rồi. Giờ thì mình sẽ tăng tốc lên. Tốc lên xíu. Rồi, đi. Chạy thẳng lại cái chỗ khu mỏ của mình nè. Từ từ. Nhanh quá cũng khổ thấy chưa? Nhanh quá nó cũng khổ ấy chứ. Bởi vậy đôi lúc nhanh quá cũng hơi khó khăn á. Và sao cái nón mình hư nhiều vậy ta? Cái nón mình gần hư mất tiêu rồi. Hy vọng là lúc đi khám phá không có bị con quái vật nào nó cà khịa đến nỗi mà hư luôn cái nón ha. Hồi nãy mình không có để ý kỹ nên mình quên sửa mất. Chứ không thôi mình sửa lại một tí rồi trước khi đi á chứ. Rồi, thì bay qua đây. Mình sẽ bắt đầu kích hoạt cái giấc mơ của người nào mỏ lên để mình có thể tìm khoáng sản ha. Và bộ giáp siêu anh hùng mà mình muốn chế tạo trong ngày hôm nay thì nó còn một cái loại khoáng sản tên là block nhiễm phóng xạ. Từ từ, đây, nó sẽ trông có hình dạng giống như vậy nè. Mình sẽ cần nó ha. Rồi và khi cầm thì nó sẽ mất máu rất là dữ luôn, nên mình cần phải phải cất nó vô trong cái ba lô ngay lập tức sau khi mà mình nhặt nó vào ha. Rồi và mình sẽ kích hoạt nó ngay đây đi cho nó dễ biết nè. Rồi boom. Đó, thấy xịn không? Một ấn thôi là nó sẽ tạo ra một cái đường rất là dài nè. Và nó sẽ lộ ra rất là nhiều những cái cục nhiễm phóng xạ luôn. Đây có tới tận 3 cục luôn nè. Mình sẽ lượm cho vô ba lô. Đấy, công việc rất là đơn giản luôn. Rồi, xong phim. Tiếp tục nào, những cái loại khoáng sản như là Lightning Stone thì tranh thủ mình sẽ đào luôn đi ha. Để sắp tới mình có cần á thì mình lấy ra dùng luôn thôi, mình đỡ phải đi đào thêm. Rồi, ở đây còn gì giá trị không? Không, cái này là redstone. Ok, redstone đào ít đi. Để có gì mình làm thêm Miner Dream. Nếu mà kim cương đỏ thì mình nên đào ha. Tại vì mình cũng đang rất là cần kim cương đỏ luôn. Cái này là ruby hả ta? Ok, có ruby, đào ruby luôn. Rồi. Cái này là kim cương đỏ hay là red iron gì ta? Ui, cái này là red iron rồi. Sắt đỏ chứ không phải là kim cương đỏ. Là mình mừng hộp. Mình mà gặp kim cương đỏ thì chắc hên lắm luôn á. Này vẫn là redstone nè. Khi mà gặp những cái quặng đỏ đỏ như vậy thì mình nên đào kỹ đi ha. Kệ mất công một xíu nhưng mà cho chắc cú. Bây giờ mình đang rất là cần cái kim cương đỏ luôn.
tại vì một số bộ giáp siêu thông mạnh về sau nó cần kim cương đỏ. Ê, cái này là Redstone à? Trời đất ơi, Redstone tới đâu kim cương đỏ mà ngọc hoài luôn. Xui gì ta, không có kim cương đỏ. Rồi cái này, cái này là tổ kiến hả? Mèn đét ô. Thôi mình đập hết luôn đi. Mới mốt đỡ có mừng hộp. Chạy đập hết đi. Rồi đi tiếp. Hết chưa? Hết rừng chưa? Ủa trên đây nó có khói ngọc lục bảo luôn nè. Lượm luôn hai khói. Quá phê. Này là tiếp tục là Redstone. Hồi nãy mình thấy có khói kim cương đâu bên đây mà ta. Đúng không? Hay là khói nước nha? Trời ơi, nước chứ không phải là khói kim cương. Mừng hộp rồi. Chắc mấy mình ký đầu mấy con nhện thì quá. Lì lợm à. Quá trời nhiều con mấy con này rồi. Cay ghê luôn á. Hên cho các ngươi là ta mặc bộ giáp của The Flash đó nha. Mình mà mặc giáp của xuyên đồng khác là nó tới công chuyện với mình. Thôi không đi hướng này nữa. Lỏ. Gì đây? Ui no, đừng làm như vậy mà. Trời đất ơi. Mang tiếng là xuyên hồn mà bị mấy cái con này nó dí nó hấp diêm tập thể. Chơi mũi thôi đồng à. Không có được nha. Rồi cái này mới là kim cương thiệt nè. Đấy, phải thế. Rồi, đây còn nữa. Thấy chưa, mình đi dạo một vòng vậy mà bỏ sót quá trời khoáng sản luôn. Đó, vậy cho nó sạch sẽ đi ha. Ui con gì á, bò kẹp nè. Ông để ý thôi là xít nữa là bị nó kẹp à. Và có thêm lốc nhiễm phóng xạ chưa? Mình có mấy rồi? Mình có 5. Mình phải cần đào ít nhất là cỡ 24 á. 24 để mình làm ra được một bộ sáp siêu anh hùng đó ha. Rồi chắc mình sẽ đổi hướng đi, qua hướng này. Rồi. Ui trời ơi, đập vô mặt mình là kim cương mà không biết phải thiệt hay không đây. Ê, thiệt nha. Đấy, trời ơi. Nói chung cái Mine Dream này là bạn nào mà thích đi mai á thì thế nào sẽ làm một cái vật phẩm rất là hữu ích luôn á. Rồi, mình vào đây có nè, có cái lắp nhiễm phóng xạ nè, để mình ăn cho nó đầy cái ống thức ăn. Nhỡ mà có mất máu thì nó cũng hồi phục nhanh ha. Rồi, 6 rồi đó, mình đã có 6 cái khói nhiễm phóng xạ rồi. Ở đây là cái thứ 7 nè. Đào lúc. Cái thứ 7. Bên đây là cái thứ 8. Ui, lột xuống lava luôn rồi. Oh no. Các chú lẻ sắp chết rồi. Nó tốn máu nhiều lắm á, cái khói nhiễm phóng xạ nó rút máu mình nhanh cực luôn. Không khéo là chết như chơi á. Rồi cái này vẫn là kim cương nữa nè. Quá hên. Mới đào có chút xíu thôi mà 40 mấy viên kim cương luôn. Rồi cái này là khói nhiễm phóng xạ hả? Lượm. Chính rồi. Red Diamond có không? Cái này toàn là sắc đỏ mà. Cái này là Redstone nè. Tại vì nó có phát ra những cái bộ cái khói là Redstone á. Nè, Redstone tiếp nè. Cái nào mà nó không phát ra mấy cái khói đỏ đó thì mới là kim cương đỏ cơ. Ui như kim cương đỏ nè. À không, cái này là Redstone rồi. Ui toàn là Redstone không luôn á. Tìm kim cương đỏ có vẻ trần ai rồi. Ruby. Đấy, có ruby, đào ruby đỡ ha. Còn khói nhiễm phóng xạ nữa không? Hết rồi. Tính ra bên đây nó cũng không nhiều lắm. Dùng hai cái minery mà mình tìm được 9 cái block nhiễm phóng xạ rồi. Cũng tạm đi ha. Không quá là bội thu. Rồi trời ơi, cái tổ kiến nữa. Thôi mà. Rầu thiệt luôn á. Rầu quá trời quá đất đi. Kim cương người ta không có mà dùng chế tạo. Còn mấy con kiến này vô nó giả mạo hết rồi. Ê kìa, phía trước mình thấy có khói nhiễm phóng xạ kìa. Để mình kiểm tra cho kỹ cái đó, để thôi mình bỏ ổn mấy cái kim cương đỏ sót lắm. Tại trong đây nó nhiều khoáng sản quá nên mình rất là dễ bị bỏ sót ha. Rồi, đây đào tiếp. 1 khói nhiễm phóng xạ. 2 khói nhiễm phóng xạ. Đào nhanh. 3 khói nhiễm phóng xạ. Ui, con dương mai đi ra chỗ khác. Rồi xong. 12 khói nhiễm phóng xạ rồi. Được thiệt sự nha. Còn khói nào ở đây nữa không? Nhìn kỹ. Không thôi là bỏ sót đó. Hết rồi. Ok, tiếp tục. Hy vọng là có thêm khói nhiễm phóng xạ. Ui, nó còn có cái công trình gì nữa cơ. Mình hốt thêm kim cương cái đã. Rồi luôn. Đợt tấn công của zombie xuất hiện nữa rồi. Ê, con... Cái gì đây? Ủa? Hình như hồi nãy mình vừa đánh cái con Reaper đất hay sao á. Nó phát nổ cái nó tạo ra cả đống đất kìa.
Bị ảo thiệt á chứ. Vụ này nữa hả? Rồi, tiếp tục tiếp tục. 13 rồi. Cái này là cái 14 nè. 14 khối nhiễm phóng xạ. Để mình vô trong công trình này coi coi nó là công trình gì cái đó. Ui, công trình Ripper mà. Ui, no. Sao Ripper này trâu vậy ta? Ripper mà mình đánh không vô máu nó luôn á. Để đập đã. Không cho nó đẻ trứng thêm. Ui, Ripper đơm cả. Là nó nổ ra gì đây? Ủa, nó nổ ra không ra gì hết. Công trình này cũng nghèo nữa. Cái này cũng là một loại ruby nữa ha. Trong đây có tới hai loại ruby lận. Một cục ruby nhỏ, một cục ruby to. Thôi mình cứ đào hết đi. Không quan trọng nhỏ to hết, cứ đào hết. Chỗ chỗ con cá bạc đâu, u nút vậy. Nhìn mắt ham vậy. Cá mập to đùng. Ủa gì cá bạc to đùng luôn. Rồi, lắm. Giờ thì coi coi còn có nhiễm phóng xạ nữa không. Cái này là redstone. Sắc đỏ. Không có nhiễm khối nhiễm phóng xạ ở đây rồi. Ui trời trời trời, tổ kiến nữa. Ê có khối vàng nữa nè. Hên ta. Hồi nãy mình hết đào được khối ngọc lục bảo, giờ tới khối vàng. Khối vàng cạnh kim cương luôn. Thì mình vứt mấy thứ linh tinh đi ha. Rồi hốt bạc, chuyến này là đi mai xong là về ha. Giàu to, giàu to. Hốt bạc luôn. Khối vàng, mình sẽ cất vô cho nó gọn tí. Đó đó đó, nó lại bị mấy con kiến này nó cà khịa đó. Kiến nè. Trời đất ơi, mình quýnh con kiến cái không chết nổi nữa. Siêu anh hùng gì mà yếu nhất hay luôn á. Tại không có mặt full set đồ nên không có siêu năng lực. Khổ thế chứ lì. Rồi, tiếp tục tìm nào. Hướng này không có. Tính ra làm bộ giáp của siêu anh hùng này thì rất là cực khổ luôn á. Ủa đây rồi, mới than. Đúng như vậy, phải thế chứ. Nói chung mình phải chịu khó than lên. Đây đây có thêm nữa nè. Bởi vậy ta nói, muốn có đồ mạnh là phải cực khổ như vậy đó. Thế nên hy vọng là một xíu cho mình nhanh nhanh đủ đi nha, để mình đi lên sớm chứ dưới này mệt quá. Bị hành sắp mặt luôn á. Nhất là mấy con kiến á, nó đài đọ mình. Mỗi lần đập ra là nó dí, là nó bô vô nó cắn mình. Rồi tiếp tục nào. Ui hướng này nó bị che bởi lava rồi. Chắc mình phải dùng cái Minorim ngay đây luôn quá. Đó, xong. Đây, có luôn. Có luôn một cái cục nhiễm phóng xạ. Vậy là mình đã có được 19 rồi. 19 khói rồi, cố lên nào. Còn khoảng 5 khói nữa thôi là mình xong rồi ha. 5 khói, ui con gì á. Ôi dù, sao mấy con xương bây giờ cắt. Ê con nhện thả bơm kìa. Ngu người chưa. Nó thả bơm xong nổ banh cái lồng spawn luôn. Vừa lắm, vừa bụng ta lắm. Các kiểu lẽ, 20 khói rồi. Yeah, sắp đủ rồi, 4 khói cuối cùng thôi. Cố lên nào. Mà sao con nhện nó đứng hình rồi ta? Aku đứng hình mất 5 giây. Mà con này đứng hình nãy giờ có 10 giây, nó chưa thấy nó nhúc nhích luôn. Nó bị gì rồi? Yeah hả? Rồi. Xong, 21 khói, 3 khói cuối cùng, đếm ngược, bây giờ là đếm ngược thôi. Ui, lại mấy con nhện không kiếp. Né, nó ra lẹ. Dẫn mình tới một khe nứt khác nè. Trong khe nứt có không? Có đi, khói nhiễm phóng xạ. Có đi, cho tôi đi. Ui, không có một khối nào hết. Xui vậy. Tưởng đâu có một cục làm giống chứ. Đỡ phải dùng Minorim á. Ai vậy, nó không có luôn. Xui thật cơ chứ. Rồi, không sao, mình còn đường thì cứ đi thôi. Này thì dơm bay nè. Mặc đồ vàng đi đâu. Trên này không có luôn rồi. Trời. Nó dẫn mình tới một cái khe nước khác hay sao nè. Một cái lồng spawn mà bắn ra cái cung kìa, thấy điêu không? Điêu thật sự luôn. Cái này có Lightning Stone. Nhưng mà ở đây, hai khối một lượt. Quá đã luôn. Cất vô một khối cuối cùng thôi. Cố lên nào. Một khối nữa là mình đã đủ để làm ra một bộ sáp siêu anh hùng rồi. Trời ơi, con này con xương gì mà bắn nhanh vậy? Bắn không? Ai bắn nhanh?
nghĩ sao á, mình có cung xịn mà nó dám cà khịa mình, kiểu nó chịu nổi không? Không thấy quan tài không đổ lệ mà cái con đó. Rồi lụm đầu xương đen luôn. Chỗ này còn có nào không ta? Không luôn rồi. Thôi để mình tự dùng cái mana rim mình tìm đi ha. Vô. Rồi, hy vọng là có một khối nữa cho mình. Có không? Chắc kỹ. Tại vì một khối nữa là mình đã đủ chi tiêu rồi. Đấy, có luôn. Yeah. Đủ rồi. Chúng ta đã có đủ 24 khối nhiễm phóng xạ rồi nha. Không cần nữa, về thôi. Mà quên, trước khi về để mình kiểm tra coi có cục kim cương đỏ nữa ở đây không. Mình đi từ nãy tới giờ không thấy một kim cương đỏ nào luôn á. Cái đó tên là Red Diamond. Nè, nó màu như vậy nè. Red Diamond là nó màu như vậy. Giống y gan cục kim cương thường vậy đó, mà màu đỏ thôi. Cây thì... Ui, con này nó quýnh mình cái đẩy lùi ghê vậy. Tạ. Quýnh mình cái lùi cái khúc luôn. Bây giờ có điều kiện thì làm gì, đi nén kim cương là chứ sao. Cho nó tiết kiệm diện tích cái kho đồ lại một cái. Đó, nhìn nó gọn gàng hơn hẳn liền. Và mình sẽ coi mình sửa cái này tốn bao nhiêu ta. Repair code. À, con trăm mấy thôi, gã bèo. Đấy, sửa lại cho nó full đi, nhìn cho nó an toàn dí coi. Lỡ như xui xui đi khám phá, rồi nó gách mất tiêu, mất công chế tạo lên một món thì phiền lắm. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo ra một bộ giáp siêu anh hùng, đó chính là người khổng lồ xanh ha. Thế nên mình phải cần rất là nhiều những cái khối nhiễm phóng xạ nè, tổng cộng là tới 24 cái lận. Red Hook thì mình cần gì vậy? Red Hook thì cần... Ủa, bây giờ mình có hai phiên bản nha. Một là hút bình thường, dưới thứ hai là phiên bản Red Hook nha. Mình nên làm cái nào vậy ta? Red Hook nhìn có vẻ căng thẳng nè. Màu đỏ nữa, màu đỏ nhìn rất là đẹp á. Phân dân người ta, cái nào cũng đẹp hết, nó cái nào thì cũng cần red gem à. Nó chỉ khác cái fabric thôi. Chưa, trong lúc này thì mình sẽ chuẩn bị thêm nguyên vật liệu đi. Nó cần một cái set đồ da, một set đồ da thì cần 24 da. Đây mình sẽ làm trước một set đồ ha. Quần, nón, áo, ổn. Xong. Giờ mình còn thiếu một cái red gem nè. Rồi hình như nãy là nó cần black fabric á, cho cái phiên bản Red Hook. Nên ông ta, trời đất ơi, phân dân quá. Trước sau thì mình cũng làm hai cái thôi à, nhưng mà mình coi là làm cái nào trước thôi. Hút thì màu xanh nó sẽ quen thuộc hơn á. Red Hook thì nhìn nó hơi lạ. Thôi kệ, làm cái Red Hook đi nha. Cho nó lạ lạ mà không được. Làm Red Hook thì lại nhiều bạn thích hút màu xanh khó ấy ta. Thì cứ thôi làm hút đi. Mà thôi làm Red Hook đi. Cây tươi nhờ. Thôi làm Red Hook nha, quyết định đi nha. Một lần duy nhất thôi, quyết định nhanh còn lẽ. Làm. Bum. Nổ. Làm xong rồi, các bạn có thấy mình mình cao hơn xíu không? Bình thường mình đứng đâu có ngang đây đâu, làm xong mình cao hơn nè. Tại vì mình đã trở thành hút rồi. Đây chính là Red Hook nè, hút màu đỏ. Cơ bắp của kìa. Cái tay bây giờ to bằng cái chân, hai cái chân mình hồi xưa luôn á. Cơ bắp khô rồi luôn. Mình đi ra được không? Rồi luôn, bây giờ mình đã rất là cao to rồi. Nhưng mà không có đen hôi thôi. Giờ cô bạn gái của mình bé xíu à, đứng tới ngực mình à. Trời đất ơi, mình phải teo lại một xí để mình ra ngoài mình test sức mạnh. Nó cũng phải... Đó, kìa. Ê, mình có nút biến hình không ta? Thử nha. Đó, mình có nút biến hình đàng hoàng luôn. Wow, và hiệu ứng biến hình thì nhìn cũng rất là đẹp ha. Ê, mỗi lần mình biến hình mình nhảy lên cái cao ghê luôn á. Rồi. Và đây chính là người khổng lồ đỏ nha. Hút kia là hút xanh, còn cái này là hút đỏ kìa. Ui trời ơi, nhảy quá nhanh luôn á. Quá nhanh và xa luôn. Đó. Ghê. Đây là năng lực nhảy ha. Rồi tiếp theo là scatter shot. Mình vô mình đấm thử cái coi. Đó. Scatter shot là nó sẽ cường hóa của đấm mình lên á. Mình đấm nó sẽ văng cái địch đi rất là xa luôn. Trời, một đánh thường là chí mạng luôn kìa. Ghê thiệt. Quá mạnh. Rồi kỹ năng thứ hai là smash.
Đó đó, thấy chưa? Mình dậm xuống đất. Mình dậm xuống đất để tạo ra một cái vụ nổ về phía trước á. Cái này cũng khá là hợp lý để tấn công diện rộng á. Được nha, được nha. Rồi, test thử thêm một lần nữa nè. Scatter shot. Ui, đấm căng quá. Rồi kỹ năng V là toss. Toss là gì? Toss là gì? Toss là gì vậy? Ủa, toss là mình ném nó đi xa vậy đúng không ta? Mình mới ném nó xa lắm luôn kìa. Bình thường mình đấm nó đâu có văng xa như vậy đâu. Mình thử đấm với con này coi. Ui da, nó đấm mình văng xa quá. Đó, bình thường đấm đâu xa đâu, nhưng mà mình dùng kỹ năng ném thì mình ném nó đi khá là xa ha. Rồi kỹ năng G là vâng. Ui, đá, vâng là mình đá. Nói chung là dùng cơ thể làm vũ khí luôn á, đánh cận chiến không à. Kỹ năng X là flare up. Rồi bốc cháy rồi, mình bốc cháy rồi. Oh my god. Mình, ui hết cháy rồi. Hồi nãy mình mới kích hoạt lên cơ thể mình cháy một xíu á. Rồi kỹ năng H là rampage. Để mình thử kích hoạt kỹ năng rampage này lên coi. Ủi nè, ủi. Mình ủi về phía trước á. Rampage là ủi á. Rồi kỹ năng chiêu cuối nè. Rồi luôn. Mình nổi điên lên rồi. Xung quanh toàn là đỏ ấy. Không biết bật lên như vậy mình có trâu hơn hay không nữa. Bây giờ mà nó đánh ma hôi giáp mình quá. Và mình còn có thể chặn được nữa nè. Ui dạ, chặn nó quánh cũng rất là đau nha. Không, nó ăn thua đâu. Để mình thử dùng Caster Shot mình đấm coi nó có văng xa hay không nha. Lên đây, ta đấm. Đấm người một cái. Trời ơi, đấm cũng không xi nhê nó. Nói chung cái bộ giáp này nó chỉ mạnh khi mà mình tấn công với những cái con quái mà nó liên quan đến cái bộ giáp này thôi á. Những cái con zombie đột biến các thứ thì đánh nó xi nhê, chứ mấy cái con mà boss khủng như là con rồng nước đi, rồi con bò cạp như hồi nãy thì nó không ăn thua lắm. Rồi biến hình lại dạng bình thường nè. Đó là những năng lực sơ sơ của người khổng lồ đỏ ha. Mình sẽ sửa nó lại một chút trước khi mang đi khám phá. Rồi, xong phim. Giờ thì mình sẽ thủ theo thêm một cái set đồ ultimate nữa. Đây, set đồ này thì đang hư khá là nhiều, mình cần phải sửa lại trước. Đấy, sửa lại cái nón nữa. Xong phim. Giờ thì chúng ta có thể vác đi khám phá được rồi đó. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái cái gì ta, đâu mất tiêu rồi. Cái tổ kiến đó rồi. Cái tổ mối chứ. Hôm qua mình có tìm được cái tổ mối nè. Mình sẽ đi qua thế giới con mối này ha. Hy vọng là mình có thể vơ được kha khá đồ về. Tại vì theo như thông tin mình biết thì thế giới mối là thế giới mà có nhiều đồ VIP nhất luôn. Nên mong rằng qua đó thì mình sẽ sớm có được nhiều món đồ xịn ha. Và trong lúc chờ đợi thì chắc mình sẽ lấy theo cái bàn cường hóa nè. Để nhỡ cái set đồ ultimate mình có hư thì mình sẽ sửa lại ha. Cất vào đây luôn. Rồi mình đem theo cái máy sửa giáp nè. Nguồn điện mình lấy Viradium ra. Đem theo luôn. Trời lớn, hư là sửa liền. Mình không thể để cho bộ giáp của mình nó hư trong lúc khám phá được. Như vậy thì sẽ rất là khó chịu ha. Kiểu như mình muốn mặc để khám phá tiếp á, mà bị hư thì đâu có dám mặc đâu đúng không. Đấy, như vậy là cách tốt nhất và cũng là cách an toàn nhất cho mình ha. Đây rồi, nó xuất hiện rồi. Đi lẹ. Ê, Mình phải có một cái kho đồ trống hả, đúng không ta? Chứ không phải rồi. Cái con này là thế giới thủy tinh. Đúng rồi. Vậy là mình nhớ nhầm mất rồi. Mà khoan, để mình đập luôn cái tổ này. Tại vì cái con tơ mai này là con mối mà, nên nó sẽ ăn hết mấy cái gỗ nhà mình á. Là cái nhà mình đi về chắc nó còn cái nịch thôi. Chắc không còn cái nịch luôn ấy chứ. Tốt nhất là mình nên giết chết mấy con này đi ha. Không cho nó đẻ trứng. Chết đi. Này thì mối với chúng tôi vậy là không đúng rồi. Cây ta, chẳng lẽ bây giờ mình lại đi khám phá thế giới kiến đỏ nữa. Ờ, cốt bướm nè, để mình qua thế giới bướm không được. Thế giới bướm cũng là một trong những thế giới đáng để mình khám phá ha. Đi luôn. Rồi, vừa qua thế giới bướm thì nó cho mình xuất hiện ở đâu đây? Ui, chỗ nào có ghê vậy? Thôi, biến thành hút trước rồi đó, tính tiếp. Biến thành hút đi, mình nhảy cao xíu. Ê, từ từ. Đừng có nhảy xuống đường vô nha trời. Nhảy từ từ thôi, nhảy thì cũng phải từ từ. Ý, nhảy cao lên. Cố lên. Ui, ở đây có nhiều con nightmare vậy. Thôi, không chơi với con nightmare đâu, ghê lắm.
Nhảy lên. Rồi rồi. Nhảy lên. Ây u. Ui hút 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 không có kháng lửa đó. Ôi da. Hút không có kháng được lửa nha. Mình vẫn có thể bị nhận sát thương từ lửa đó. Ở tính ra có sát đồ của hút qua đây mình khám phá cũng tiện á. Mình có thể nhảy rất là thoải mái ở những địa hình cao giống như vậy. Để mình cận chiến với con này luôn. Vô. Bình thường là phải dùng kia cúp đúng không? Hôm nay dùng tay không của hút mình đấm luôn. Dậm xuống nè. Dậm xuống nè, sợ chứ cưng. Đấm ngươi luôn nè. Này thì ha. Khổng lồ đỏ đánh nhau với con Molenoi. Lao nhá. Lao nháo nè. Mình đấm cho không chịu phát nào. Rồi. Ủa có tiếng gì con gì á? Ui. Ở dưới có cái con đậu búa kìa. Chưa, từ từ. À, cái Molenoi đó thì mình có rồi. Không cần lượm thêm đâu. Molenoi đó mình có rồi. Để mình xuống dưới đây mình khô máu với con này mới được. Con này là con Hammerhead á. Con đầu búa. Vô. Ui da nó hất mình cơ. Cắn vậy. Ui vô nó hất mình ghê quá. Hất ghê thiệt. Đấm nó. Đấm nó nè. Tại vì nó là cái đầu búa mà nên nó cứ hất mình lên cao biết ơi. Cay thế. Không làm gì được nó luôn. Chắc mình phải đổi chiến thuật quá. Mình mặc set đồ Ultimate vô mình đánh thử coi được không. Đỡ không? Đó, mình có cái cục đất ở chặn trên đầu rồi. Nó vẫn hất văng mình lên. Cay ghê luôn á. Thôi, không đánh cận chiến được thì mình sẽ đánh tầm xa ha. Rồi, thì vậy đó. Người tại người ép ta thôi chứ ta không có muốn dùng cách này đâu. Cách này thì không có fan play tí nào cả. Tại người ép ta. Người ép ta thôi nha, ta không có muốn như vậy đâu. Rồi, giờ thì mặc lại giáp của khổng lồ xanh đây xuống dưới lấy đồ nè. Nó rơi ra cho mình bình kinh nghiệm với cái hạt giống cây kinh nghiệm nè. Kệ, mình mang hạt giống cây kinh nghiệm về đi ha. Ủa, nó hết đồ hả? Ồ, nó không có rơi ra gì khác hết. Ok. Thôi kệ, có mấy cái kinh nghiệm mà cũng được. Cái kinh nghiệm thì một xíu về nhà mình sẽ trồng sao. Còn giờ đi tiếp, đi tìm tiếp những cái con quái vật thôi nè. Bên đây còn nhiều quái vật lắm. Từ từ thì nó sẽ xuất hiện để cho mình đỡ sức ha. Rồi, nhảy lên. Mình phải có chớn thì mình mới nhảy cao được. Đấy. Cái này cũng phải có thời gian làm quen á. Ồ, và bên đây có bộ vàng dễ gặp đi ta. Đi một xíu đã gặp bộ vàng rồi nè. Chết không. Mình quên dẫn cái đàn bò hôm qua rồi. Thiệt tình luôn, mình hậu đậu ghê luôn á. Hôm qua nói về, dẫn về mà quên mất tiêu rồi. Ừ, ở đây có con mantis nè. Bình thường mình quýnh nhau với con mantis này đuối lắm. Để coi bây giờ nếu mà là khổng lồ đỏ thì mình đánh nhau với nó sẽ mất bao lâu ha. Ây da, nó hất mình. Láo nháo, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Hôm nay ta là khổng lồ đỏ rồi. Không phải là lóc núp đâu. Ngươi đừng có kiếm cớ đăng hiếp ta. Không có tự cửa đâu cưng. Lúc mới vô game đăng hiếp mình các thứ chứ bây giờ nó gặp mình là nó quay xe còn không kịp á. Rồi, đi tiếp nào. Sao qua đây thì mình như chắc phải đợi ban đêm hay sao ấy. Thì nó mới nhiều quái. Ban ngày mình thấy nó cũng không có nhiều quái cho lắm á. Nãy giờ đi gặp được có mấy con à. Đây có con rất khổng lồ. Hôm qua mình phải dùng tới cây cung Ultimate mới giết được. Nó cũng là một trong những con rất là trâu ha. 450 máu lận. Để mình vô mình khô máu với nó thử xem. Cú đấm. Cú đấm cực mạnh. Đấm nó một cái. Ông xin nhê thiệt. Mình đấm nó là nó hồi phục liền à. Đánh nhau với con này chắc mình phải dùng cung thôi chứ không có dùng cận chiến được đâu. Nếu như mình có cận chiến mạnh thì may ra ha. Chứ mình có cây cúp không à, không có đủ sức để giết nó đâu. Dùng cung thôi. Liên hoàn bắn. Đấy, cung Ultimate. Dùng để triệt hạ con này. Kiểu như con cái này là hết khắc chế của nó luôn á. Đấy, dồn nó vô góc ha. chờ người chết. Ui da, mỏi tay quá. Từ để mình đi xuống cái. Ui, nó lại gần cơ. Ui, nó định ăn thịt mình. Nó đi gần đến ăn thịt mình á. Tao sẽ không cho ngươi làm vậy. Dồn vô góc thôi. 100 máu cuối cùng. Cố lên. 100 máu thôi mà giết nó đúng lâu luôn á. Tại vì nó năng hồi phục khá là tốt á. 18 máu nữa. Cố lên, đừng mà. Không để cho nó hồi phục được. Nó chặn hết đường bắn của mình rồi.
Chặn nè. Kệ đó, thấy chưa? Nó thông minh lắm. Chặn hả? Ngươi cũng sẽ chết vì lửa thôi. Và mỗi lần nó chết thì nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều bướm bướm luôn. Và... kìa. Lần này nó rơi ra cho mình một cây kiếm. Và một cái khối kim cương. Cái kiếm này thì rất là mạnh ha. 40+ đam luôn. Mạnh hơn cây cúp của mình rất là nhiều. Ngon luôn. Đúng thứ mình đang thiếu luôn. Dùng cây kiếm trong ngày hôm nay thôi. Cây cúp được vô nghỉ ngơi rồi đó. Chứ không rồi dùng lộn xộn hết. Vừa làm cúp mà vừa làm kiếm luôn. Khổ ghê. Giờ mới có được cây kiếm thiệt sự nè. Cây kiếm này thì chế tạo cũng được thôi. Nhưng mà nó hơi tốn uranium với titanium một xíu ha. Rồi. Giờ thì đi tiếp nào. Ôi mà ví dụ nha. Ví dụ bây giờ mình mặc giáp nhưng mà mình biến về dạng thường thì nó còn tính cái áo giáp mình không? Ồ mình cũng đang thắc mắc như vậy á. Để mình test thử ha. Nhưng mà không biết test xong có chết luôn không nữa. Mình hơi lo một xí. Ấy hình như nó có. Nó vẫn còn được bảo vệ hay sao á. Chị ông lại chích em cái chị ông ơi. Chị ông đâu. Ơi sao chị ông không đâu không chích mình. Chích em đi chị ơi. Ok. À đây rồi. À vẫn bảo vệ nhá. Mặc dù mình tắt năng lực nè, nhưng mà mình vẫn có thể tấn công được và phòng ngự được bằng cái ống giáp mà nó cho mình ha. Khá là hay đó chứ. Hợp lý. Kiểu như lúc mình không cần năng lực thì mình có thể tắt đi ha, để cho mình dùng cận chiến nó tốt hơn. Quá hay luôn. Hợp lý thiệt sự nha. Rồi, giờ cũng mang tích này. Mình sẽ phanh tay nó ra. Ô. Hung dữ hả? Dám hung dữ. Đi tiếp nào. Hồi nãy giờ thì mình vẫn chỉ gặp những cái con quái vật mà nó quá là quen thuộc rồi ha. Không có con nào mà nó mạnh hơn một xíu hay sao ta. Để coi trong bộ phận làm cái kiếm Big Bertha mình còn thiếu con gì. A few moments later. Đây là màn solo cực gắt giữa mình và cái con Caterpillar này. Tại vì mình muốn về muốn về nhà nên mình phải giết nó để cho nó đẻ ra những con bướm á. À xuống dưới khô máu nó luôn. Hồi nãy là mình... Ê đừng có đánh tao xuống đường thôi mà. Chứ kỳ cục vậy. Người dám chơi ăn gian á. Chơi kỳ cục hả. Ý vui đừng có. Ui ở dưới này lại có một cái lầu quái vật mới nè. Hồi nãy mình mới thấy. Cái con gì nhỏ đằng kia cơ. Chưa để giết con này trước đã. Con này nguy hiểm quá. Không giết nó là không được đâu. Cố lên. Ui du. Nó cứ để lùi mình miết thôi. Để coi lần này giết nó thì nó sẽ cho mình cái đồ gì ha. Nó khá là mạnh luôn á. Hơn là mình có giáp siêu anh hùng. Ui ôi giáp siêu anh hùng mình gần hư rồi. Một tạm giáp Ultimate vô mới được. Để đảm bảo là mình không có mất bộ giáp ha. Vô nào. Bây giờ. Cố lên 100 máu. 150 máu cuối cùng. Mình có thể làm được. Hy vọng là mình combo nó vài lần là ok đó. Đấy. Lâu mình combo nó được 3-4 hit một lượt luôn. Rất là đã. Rồi. Đánh cận chiến cũng căng đấy chứ. Nhờ có cây kiếm này mình mới cận chiến được. Rồi hãy cho ta một món đồ mới nào. 47 máu. 30 mấy máu. 19 máu. Bắn luôn. Cho người chết. Rồi. Có rớt gì không? Ui lần này nó không có rớt ra đồ gì hết. Thôi đi về đi phải. Con này đi ra chỗ khác. Ta về coi. Đừng về của ta. Đừng cản đường ta. Đấy gì gì. Cuối cùng thì cũng được trở về rồi. Mừng quá. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành việc chế tạo ra bộ giáp của người khổng lồ đỏ ha. Trong thời gian sắp tới nếu mà mình dư những cái khối nhiễm phóng xạ, mình sẽ làm luôn bộ giáp của người khổng lồ xanh cho nó đủ bộ nè. Và đồng thời chiến khám phá ngày hôm nay thì mình cũng khá là bội thu khi có thêm được một cái thanh kiếm. Cũng là nguyên vật liệu làm ra cái thanh kiếm Big Bertha nè. Hoặc là mình có thể ghép nó lại để làm thành cây búa nữa. Cây búa tới 80+ đam lần á. Hy vọng mình sẽ sớm có thêm một cây nữa để làm ra cây búa để test thử luôn ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.